Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 2, Báo Pháp Luật TP HCM đã đăng tải loạt bài điều tra giả bác sĩ vào một khu điều trị ở TP HCM chữa cho F0. Ngay khi loạt bài điều tra được đăng tải, dư luận xã hội đã vô cùng ngỡ ngàng trước vụ việc mạo danh bác sĩ gần như hy hữu. Cụ thể, từ tháng 7 năm 2021, nam thanh niên Nguyễn Quốc Khiêm tự xưng là thạc sĩ, bác sĩ, đã tham gia phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, quận 12, TP.HCM. Tại đây, Khiêm đã thể hiện rằng mình có nghiệp vụ về y tế và sai bảo các y bác sĩ tại khu điều trị các ca F0. Khu cách ly chuyển đổi thành khu điều trị, Nguyễn Quốc Khiêm được giao phụ trách chính. Trong suốt thời gian phục vụ, Khiêm đã ký nhiều y lệnh, báo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly, giấy chuyển tuyến điều trị ca F0. Trong đó ghi rõ chức danh của Khiêm là bác sĩ điều trị, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm kèm chữ ký. Trong giấy này có bút phê về chẩn đoán tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến, phương pháp, thủ thuật, kỹ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị. Một phiếu kê khai danh mục thuốc tiêm truyền từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 để người nhà bệnh nhân thanh toán tại khu điều trị COVID-19 trường Cao đẳng Điện lực cũng có chữ ký của vị thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm này. Hiện cơ quan chức năng đã phải nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ mục đích thực hiện hành vi trên của Khiêm. Về phía nam thanh niên này, Khiêm cho rằng hành vi của mình là vì thiện nguyện và không có mục đích vụ lợi. Kính thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là hành vi trên của Khiêm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào? Có ý kiến cho rằng hành vi của bác sĩ già Nguyễn Quốc Khiêm nên được thông cảm, rằng hãy nhìn vào tinh thần tình nguyện của Khiêm để ghi nhận. Có người cho rằng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, bệnh viện dã chiến và những điểm cách ly không có đủ thuốc men, phương tiện nên việc Khiêm tự nguyện tham gia là điều đáng tôn trọng và bác sĩ già Nguyễn Quốc Khiêm cũng không thể gây hại. Để làm rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, hành vi mạo danh bác sĩ của Nguyễn Quốc Khiêm có thể sẽ bị xử lý như thế nào và mức độ xử lý nặng nhẹ sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ? Theo luật khám chữa bệnh năm 2015 thì quy định rất rõ rằng chỉ những cái người mà có đủ các cái điều kiện hành nghề thì mới được khám chữa bệnh. Và trong đó cũng giải thích rất rõ là những cái người mà có cái chứng chỉ hành nghề. Và để có được những cái chứng chỉ hành nghề này thì người ta phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật. Ở đây thì có liên quan đến cái việc khám chữa bệnh thì nó có rất là nhiều những cái chức danh khác nhau, trong đó là có là bác sĩ, y sĩ, hoặc điều dưỡng hộ lý, rồi kỹ thuật viên, rồi lương y gì đó. Tuy nhiên, để mà có đủ những cái điều kiện để mà cấp cái chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam, đối với người Việt Nam á, thì những cái người mà đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề này phải có đầy đủ các cái bằng, các cái giấy chứng nhận mà nó phải phù hợp với lại cái hình thức khám chữa bệnh tại Việt Nam. Đó là những cái văn bằng về chuyên môn liên quan đến y tế mà người ta được cấp tại Việt Nam. Ở đây sau khi mà đã có cái chứng chỉ hành nghề đó thì trong cái quá trình người ta còn phải trải qua những cái quá trình thực tập. Ví dụ như theo những cái điều 24 của luật khám chữa bệnh thì đối với bác sĩ là 18 tháng thực hành tại bệnh viện. Và sau cái giai đoạn đó thì có thể người ta sẽ được xem xét cấp cái chứng chỉ hành nghề. Một trong những cái hành vi mà nghiêm cấm được quy định tại luật khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc là đang trong bị cái thời gian đình chỉ cái chứng chỉ hành nghề này. Và cái người mà khám chữa bệnh đó thì người ta được quyền hoặc là người ta có cái nghĩa vụ, thậm chí là ở đây trong trường hợp này là người ta có cái trách nhiệm là kê đơn và khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Ở đây cái việc mà kê đơn hoặc là khám chữa bệnh á, thì nó phải dựa vào cái cơ sở chuyên môn và cái chuyên môn này nó được thẩm định thông qua cái chứng chỉ hành nghề. Như vậy nếu như những cái người mà đã không có cái đủ điều kiện này mà lại thực hiện những cái hành vi khám chữa bệnh thì rõ ràng đó là cái hành vi trái pháp luật. Trong trường hợp này thì tùy vào cái mức độ và cái hậu quả của cái hành vi thì có thể sẽ bị xử lý, thậm chí là bị xử lý hình sự. Nếu như những cái người giả mạo
liên quan này này, người ta giả mạo các cái tội liên quan đến chức vụ này, cấp bậc hoặc là vị trí công tác thì có thể bị xử lý theo cái điều 339 của Bộ luật hình sự, và cái khung hình phạt này nó cao nhất là lên đến 2 năm tù. Còn trong trường hợp người ta sẽ giả mạo các cái loại giấy tờ tài liệu của cơ quan nhà nước, cái mục đích của cái việc giả mạo này để mà có thể được tham gia vào của cái việc khám chữa bệnh mà nó trái pháp luật, thì trong trường hợp này cái người làm giả các cái tài liệu hoặc là sử dụng những cái tài liệu giả này có thể bị xử lý hình sự về cái tội mà làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo cái điều 341 Bộ luật hình sự. Có ý kiến cho rằng đến lúc này, theo lời khai thì Khiêm không có những động cơ mang tính trục lợi, hậu quả cũng chưa thấy công bố, vì vậy không nên khắt khe gay gắt với Khiêm. Mặt khác thì có ý kiến cho rằng hành vi giả làm bác sĩ dù chưa biết có thể để lại hậu quả hay có động cơ trục lợi hay không thì vẫn cần phải bị lên án và cảnh báo. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Cái vụ việc thì hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh cái nội dung chính xác, cái động cơ mục đích và thậm chí kể cả những cái hậu quả pháp lý mà Khiêm gây ra trong trường hợp này nó như thế nào, thì hiện nay bây giờ chúng ta cũng chưa có được. Do đó thì để mà xử lý cái hành vi của Khiêm thì cũng phải dựa trên cơ sở cái kết quả xác minh đó. Tuy nhiên ở đây luật pháp quy định rất rõ rồi, đặc biệt là luật khám chữa bệnh, chỉ có những cái người mà đủ các cái điều kiện, ở đây tất nhiên là trong cái quá trình mà được đủ điều kiện đó thì nó đã phải trải qua các cái khóa học rồi khả năng chuyên môn, là ví dụ kê đơn rồi ra những cái ý đồ phác đồ điều trị đối với bệnh nhân. Ở đây nó liên quan đến sinh mệnh của một con người, do đó chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật. Tất nhiên quy định này thì nó cũng phải dựa trên cái tính khoa học chứ không phải là quy định pháp luật mà tách rời với cái khoa học, đặc biệt là trong cái liên quan đến khám chữa bệnh đối với con người. Như vậy thì cái việc mà Khiêm á, ở đây mặc dù có thể là có những không vì động cơ mục đích vụ lợi, tuy nhiên cái hành vi này nó lại trái pháp luật. Còn nếu như cái trái pháp luật này mà cái hậu quả nó xảy ra đến đâu thì sẽ phải xử lý đến đó. Còn cái việc mà Khiêm tham gia vào cái đoàn công tác cứ cho là thiện nguyện hoặc là tự nguyện trong trường hợp khám chữa bệnh ở cái thời điểm mà cả xã hội đang rất là căng thẳng đối với cái dịch bệnh này. Nhưng mà với cái khả năng trình độ như của Khiêm, Khiêm bây giờ đã đâu phải là một bác sĩ, nhưng mà tự mạo nhận mình là một cái người có khả năng chuyên môn để ra những cái y lệnh hoặc là điều trị thì nó rất là nguy hiểm đối với bệnh nhân. Ở đây á, trong cái quá trình mà tham gia để hỗ trợ thì nó có rất là nhiều những cái vị trí công tác, ví dụ bản thân Khiêm cũng chưa phải là bác sĩ thì có thể là nó có rất là nhiều những cái công việc mà nó phù hợp với lại những cái khả năng chuyên môn của mình. Ví dụ như bây giờ trong cái mà để mà tham gia các cái đoàn công tác khám chữa bệnh này thì thậm chí là kể cả sinh viên của y khoa người ta cũng tham gia được mà. Như vậy thì trong trường hợp bản thân Khiêm về khả năng chuyên môn như thế nào thì chưa biết, nhưng rõ ràng rằng nếu như chưa có các cái chứng chỉ hành nghề mà lại mạo danh như thế là nó không đúng với quy định của pháp luật. Thậm chí là theo như thông tin báo chí là Khiêm còn chỉ đạo cả những cái bác sĩ mà trong cái đoàn đó, như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Ở đây cũng rất may là có thể cũng cũng hy vọng là cái hậu quả của Khiêm gây ra là nó chưa lớn, chứ nếu mà nó lớn thì cái hậu quả đến đâu thì Khiêm còn phải chịu trách nhiệm đến cái hình sự đối với cái hậu quả của mình gây ra đến đó. Xin cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, hy vọng phần trao đổi pháp lý vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.